Chào mọi người nha, hôm nay thì mình ra tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm ở chỗ đầu lộ cái thuê chỗ cách vào hơn 50m đó. Hôm nay ngoài tiệm cá của bạn có bán thêm ốc táo mọi người. Ốc táo này mình để vô mình nó dọn bán nhiêu con gì? Táo con to sai đẻ luôn, là đẻ trứng như vậy luôn nè. Là đưa về khoảng trong đêm, có thể đẻ này là đẻ trong đêm nè. 5.000 một bé. 5.000 một bé ốc táo. Đây nguyên một thùng ốc táo của bạn, bạn Liêm bán luôn nè. Này nó đẻ trứng rồi, sao cái trứng này nó ngộ hay nó đẻ cái màu à? Này đẻ không? Trứng nó còn đục à không? Ủa ngộ hả? Đây nó đẻ trứng. Ốc này cũng mới đem về lại chuyển qua. Ốc táo bạn có nhiều giá quá. Thêm cái thùng ốc táo. Ốc táo của bạn Liêm nè mọi người. Cá ủng hộ thì có thể liên hệ bạn nha. Thì quán ốc táo rất là nhiều, cái này là dọn hồ á, trong cái hồ kính á cho nó hút và cái gồng ghiêu á. Mua càng nhiều thì tiền càng rẻ. Mua càng nhiều tiền càng rẻ hả? Mượn coi. Không bỏ nước vô hả? Ông mày sợ tại cho mày. Chế nước vô. Chế nước vô. Uống nước của nó. Nước này không được hả? Đúng rồi, nó sống cái nước nào cho nó quen. Rồi. Cá nhỏ 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 nè, thấy cưng quá. Nước lá bàn. Cá này cá bảy màu rồi nhiều. Rồng lửa. Này là gì vậy? Trứng hả? Trứng của con ngủ qua mới đẻ được. Sông ngựa nè, bữa nay bắt mấy con cá trên bờm giá chưa? Nổi chưa? Hả? Ủa trứng này là trứng hả? Trứng cá bám ở trong cái cây là trứng. Ủa ngộ chứ. Cái là trứng thì có xíu xíu à. Vô coi cửa bệnh nên chung vô đây cơ. Cá này đẹp quá ha, 45 gà. Cá này cũng là 45. Em để thưa thưa về đẹp nè Liêm, thưa thưa về dễ coi. Để cận quá khó coi. Có giá chưa? Tiền nào của nấy ha. Ở đây à, thành cát tư hãn. Hai mấy cá bằng bỏ lá bàn nữa thì cũng được luôn. Cá lóc được. Bán sỏi hả? Cái ông riêu luôn hả Liêm? Sỏi ông riêu. Đây có con nào ở đây không? Tặng rong luôn hả? Chúng tôi 2 tỷ à? Bé cá xinh xinh. Con cá gì ở đây vậy? Cá mái. Cá mái hả? Beta không hả? Yellow cúp bơ. Gì tên hay vậy? Để anh quên. Cách mua cá. Gì vậy? Cúp bơ bát. Cúp bơ ba láp gì? Thủy sinh. Cúp bơ ba láp. Ba láp, thủy sinh, một con 15. Ba láp. Ba láp. Đi lợ chứ bây giờ đâu? Đi lợ ông nội. Cá đẹp không ạ? Vô đẹp. Còn.
cháu giờ cháu về dưỡng chứ đi, cháu có mua sao hả? Mua một cái đen với một con đen con vàng đúng không? Con này nó đang lột đen nè, con này đang băng trứng rồi đuôi ánh tím luôn. Chứ bán con này vừa bán gì cho luôn á, vừa bán vừa tặng. Đúng gốc của cái hàng cúp bơ và lắc này sợ á. Nước gì liêm không để nước nhiều nhiều chứ không, nhiều quá nó sốc, nước mình nó tưng nhiều quá, nhiều quá sốc nước hả? Chị nhớ ngâm giùm anh nha, ngâm xong hả thả ra bình. Đúng rồi, ngâm cho nó thêm nước á, nước là nước đó bạn có sẵn đừng bỏ, ổn lắm, mình xử lý nó rồi bánh. Cho bột bột cá thôi, lấy bột cho nó đừng đi. Này còn 25 ngàn bạn, trống còn máy nè, em bán lẻ 15, có hai con lại bớt thêm 5 ngàn. Đó, càng mua càng rẻ đúng không? Càng mua càng rẻ hả? Người nào không ra đây nha Bình. Lựa được con nào thì là nhỏ. Trời ơi nó mới lớn mà tóc bạc không mình trời. Đây là tóc bạc quá luôn. Yeah. Đẹp chưa? Nhớ luôn cooper. Ba con nó là nước ngoài. Của anh kia, anh Trân. Em bắt lấy một mua nó cái này đẹp vậy? Cái này là của đây bán luôn hả? Bán đồ chân mượn hơi ra mượn cá, mượn đập. Có giá hết trơn nè. Để vô hồ cá kiển nè. Để em nè. Qua nói em nhiều. Anh thiếu em 1 nghìn. Qua anh thiếu em 10 nghìn. Em thiếu anh chứ anh thiếu em gì? Bắt tay luôn hả? Bắt vợ đi cho nó sang. Bắt vợ đi cho lựa cho con to nhất luôn nè, mang trứng luôn nè. Bắt vợ đi cho con này là nó đáng cái đồng tiền rồi, nó không có lên đuôi bản tím luôn. Đi kia lỡ đi rồi em bắt ra đi chị. Em bắt hai cái bên đường em ơi. Hai cá. Dạ lên. Để bột một để lên bỏ vô chưa? Thiếu anh 10 ngàn đúng không? Dạ. Quá trời ông táo. Để trứng luôn nè mọi người. 15 ngàn một cái. Cái giống nó là cái nhỏ vậy đó chị, chứ không phải là con cá nó mới đẻ. Dạ. Bắt mà nuôi đi em ơi. Rồi rồi. Mấy bé mà đuổi đây. Bình bông đẹp hơn. Mấy bé mà đuổi đây. Có hai con đó rồi. Chị muốn màu cam hay là màu sao? Màu đen. Cam với con đen nghe. Rồi. Con cam con đen. Đây sao em lấy cái vợt nhỏ không? Cái vợt còn tròn dễ vớt hơn đúng không đi? Nhỏ. Cái lưới con cá nó có màu. Dạ. Cá màu cam. Con đen con cam. Thì nó con cá nó có màu hả? Đổi về luôn hả Liêm? Đổi vô cà cho em đổi vô luôn hả? Con cũng qua em ngày sáng đẻ quá trời luôn hả? Ờ nó đẻ. Nó bám lên mạng luôn vậy không? Đó. Vậy là vậy bữa nổi con hay hả? Vậy là bữa đó hả? Bữa hai bữa là đẻ nở rồi đó. Ủa trứng nó nhỏ vậy nãy giờ tưởng trứng là bọt. Có tinh của con cá trống. Vậy mà nãy giờ nó không có. Nãy giờ nãy giờ tưởng là bọt đó. Em đang đủ ưu tiên để nắp nở nó đó. Đây bọt cá của ai? Nó cũng rồi có 2-3 giai đoạn công phu đó. Mới nở được con cá. Cái gì? Cá đó bữa ta mua hai con nhà rồi mà. Cái này bán cá đẹp. Cá toàn là cá đẹp không? Con cá mà mắt to, mắt nó màu mắt đen. Kìa. Cá thác lát kìa. Bước qua lại đi mẹ. Bỏ vô đi Liêm, lấy bầu bỏ vô cho ra đi. Để coi chừng có bắt không. Cái hồ có chút chiếu hồ nhỏ bằng cái này nè. Đẹp. Dạ, hồ nhỏ có này thì đúng rồi.
cá này để gì? Cá hồng vị 120. Hồng vị 120k hả? Liêm bữa nay em đưa cái gốc cây vô đẹp quá ha. Quá trời luôn, con này còn đang mung. Đẹp ghê luôn. Gì hả? Quá trời đẹp.